Ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 8 và 16 phường về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời gửi tặng túi thuốc cho tất cả các phường, trạm y tế lưu động trên địa bàn quận. Đến thăm các trạm y tế lưu động ở quận 8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe, quá trình làm nhiệm vụ, chế độ ăn uống hàng ngày của lực lượng quân y. Tại trạm y tế lưu động 8C, phường 8, Đại úy Nguyễn Hữu Trinh, Học viện Quân y cho biết, có 3 đội quân y được tăng cường về đây. Hàng ngày sẽ đi cấp thuốc cho F0, cấp cứu các tình huống F0 trở nặng và còn trực tiếp điều trị cho chính F0 cách ly tại trạm. Đại úy Nguyễn Hữu Trinh chia sẻ, hiện nay trạm y tế lưu động thiếu đồ bảo hộ cho lực lượng quân y đi làm nhiệm vụ. Hàng ngày, lực lượng quân y tiếp xúc rất nhiều F0 nên mỗi ngày ít nhất phải dùng 2 bộ đồ bảo hộ một người và kính chắn giọt bắn được tái sử dụng lại để tiết kiệm. Tại trạm quân y lưu động 4B ở phường 4, Trung tá bác sĩ Bùi Thanh Lợi, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y cho biết, trạm có 2 quân y trực tiếp tư vấn cho 1.600 F0. Những trường hợp cấp cứu, lực lượng sẽ đến ngay để xử lý kịp thời. Hiện nay trạm y tế thiếu túi thuốc C để F0 tại nhà sử dụng. Làm việc với quận 8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các F0 cách ly tại nhà phải có 3 dụng cụ y tế tự thăm khám, theo dõi sức khỏe. Đó là nhiệt kế, máy đo huyết áp, công cụ đo nồng độ oxy trong máu. Đồng chí đề nghị quận 8 cung cấp mỗi phường 100 máy đo nồng độ oxy để phân bổ về các trạm y tế lưu động đưa cho F0 không có điều kiện mua máy để sử dụng. Quận 8 đến nay có trên 15.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó gần 9.000 F0 cách ly tại nhà.